Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một trường hợp. Bạn Huyền sinh năm 1988, là năm nay là 30 tuổi, rồi nhỉ? 31 tuổi. Đến với tôi từ tháng 8 năm ngoái để niềng răng hô, làm tiền đề cho để sau này chúng tôi sẽ tiến hành bọc răng thứ hoặc là dán răng thứ 20 răng cho bạn này. Tuy nhiên là trước lúc mà tiến hành bọc răng thứ thì chúng tôi tiến hành xử lý niềng răng để xử lý cái niềng răng hô cho các bạn. Thì hôm nay thì sau 7 tháng điều trị thì kết quả thay đổi rất là nhiều rồi. Và bây hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái quá trình niềng răng của bạn này và những cái thay đổi của bạn này trước khi niềng và đến cái thời điểm hiện tại. Thì trước khi niềng thì các bạn có thể nhìn thấy được cái hàm răng của bạn Huyền là nó có các cái tình trạng. Cái thứ nhất là hai cái răng cửa giữa và toàn bộ cái răng hàm trên của bạn nó bị hô ra phía trước rất là nhiều. Đây, các bạn có thể nhìn thấy được cái răng hàm trên của bạn ấy bị hô ra rất là nhiều, và nó kèm theo cái vấn đề hô răng thì nó có cả cái vấn đề hô xương ổ răng, với cái tình trạng là răng các răng hàm trên nó nhô ra phía trước, nó gần như là bằng cái điểm đôi nhất của cằm của bạn. Đây là cái hình ảnh răng của bạn. Các bạn có thể nhìn thấy được cái tình trạng răng lệch lạc chen chúc rất là nhiều. Đây là hình ảnh hàm trên, còn đây là hình ảnh hàm dưới. Đây là cái khuôn mặt trước lúc niềng của bạn. Các bạn có thể nhìn thấy nụ cười của bạn Huyền trước lúc niềng thì cái tình trạng các cái răng cửa hàm trên nó rất là lộn xộn, và lúc bạn ấy cười thì nó có các cái răng cửa hàm trên nó bị nhô ra phía trước, nó khỏi môi của bạn ấy làm bạn ấy cắt môi nó hơi khó. Đây là hình ảnh khuôn mặt nhìn nghiêng. Và trong trường hợp này thì để giải quyết được cái tình trạng hô răng cho bạn Huyền thì tôi đã quyết định tôi nhổ 4 cái răng số 4 của bạn ấy. Sau đấy chúng tôi kéo làm đều các cái răng cửa trên dưới, và sau đấy bắt đầu chúng tôi sẽ kéo lùi toàn bộ một cái khối cả 6 răng cửa trên và 6 răng cửa dưới lùi về phía sau. Thì đây là cái hình ảnh của bạn Huyền sau 7 tháng điều trị. Các bạn có thể nhìn thấy cái tình trạng răng chen chúc của bạn Huyền đã được cải thiện hoàn toàn. Các xúc cắn ở răng hàm cũng đã được lồng mũi rất là tốt. Và bây giờ đang là trong cái giai đoạn nó đóng khoảng. Hiện tại thì khuôn mặt của bạn Huyền thì tình trạng hô răng đã gần như là được hết, được cải thiện hoàn toàn rồi. Tuy nhiên là cái khoảng trống vẫn còn một cái khoảng là mỗi bên còn khoảng 3mm nữa. Thì tôi sẽ tiếp tục cái kéo lùi cái hàm trên về phía sau khoảng 3mm nữa để thu gọn cái khung hàm, cái khung hàm cho bạn một chút là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa tôi sẽ định thả lỏng môi, tôi sẽ đặt cái đỉnh răng nanh này lùi ra phía sau khoảng 2mm nữa thì cái nụ cười của bạn sẽ đẹp hơn và thu gọn được cái khuôn miệng của bạn ấy. Bạn bạn Huyền thì có cái mũi rất là đẹp, cái mũi này không làm các bạn nhé, mũi này mũi tự nhiên của bạn Huyền. Thì khi niềng răng nó sẽ làm cái mũi của bạn ấy trở nên đẹp hơn. Đây là cái tình trạng răng hiện tại của bạn Huyền các bạn nhé. Các bạn có thể nhìn thấy được là cái tình trạng hô răng của bạn ấy đã được cải thiện gần như là hàm dưới thì nó răng cửa dưới nó đã nằm ở về cái vị trí lý tưởng. Răng hàm trên thì nó còn hơi nhô ra phía trước khoảng tầm khoảng 2mm. Thì tôi sẽ đóng hết kín hết cái khoảng này thì sẽ về rất là đẹp luôn. Đường trên dưới rất là trùng nhau ạ. Và các cái tương quan răng số 3 hàm trên hàm dưới cũng như răng số 6 hàm trên hàm dưới nó đang di chuyển rất là lý tưởng. Chị tên là Huyền, năm nay 31 tuổi, bây giờ chị đang kinh doanh tự do. Chị có thể cho mọi người biết là sau gần 11 tháng cho được dịch vụ ấy nó đang đặc biệt ấy, thì hiện tại bây giờ chị có cảm thấy tự tin hơn mọi người nhờ được rồi. Nói chung là bây giờ tự tin hơn rồi, bởi vì trước kia là răng chị nó khá là nó hơi bị lộn xộn ấy đấy. Nhưng bây giờ thì răng của chị nó cũng đều hơn rồi, thay đổi rất là nhiều. Chị cho em hỏi thêm là
hiện tại thì chị cảm thấy như thế nào về bác sĩ điều trị? Chị thấy hài lòng, bởi vì là anh rất là tận tình và cũng tư vấn cho chị khá là tỉ mỉ nữa. Phòng khám cũng thường xuyên gọi điện cho chị, cứ đến lịch định kỳ là gọi nhắc nhở để chị đến điều chỉnh răng hàng tháng ấy. Nói chung là chị thấy hài lòng. Nói chung là thời gian đầu ấy, lúc mà mình mới niềng răng thì bao giờ cũng thấy em răng bắt đầu có sự điều chỉnh di chuyển ấy. Cũng hơi đau một chút thôi. Mình ví dụ của chị sẽ bị ăn đồ ăn mềm hoặc là ăn đồ ăn lỏng trong khoảng tầm vài ngày thôi, sau đấy thì cũng mọi thứ nó cũng diễn ra bình thường thôi. Chị ăn nhai ăn đồ ăn là bình thường, không phải đồ cứng chị cũng ăn được, cũng không bị kiêng gì cả. Đến bây giờ thì hầu như là bình thường rồi, thì mình có đang trong quá trình điều chỉnh răng cho nó đều lại thôi, chứ ăn uống là không có ảnh hưởng nữa. Có, chị phải nhổ 4 răng, 4 cái răng số 4 thì nhổ răng, những cái răng đấy thì chị cũng không thấy đau lắm, nó lành cũng nhanh. Sau khi là chị trải nghiệm dịch vụ và chị đang cảm thấy những cái thay đổi thì chị có cái lời khuyên nào cho những bạn mà Nếu mà các bạn có điều kiện thì mình có thể đến để bác sĩ tư vấn và thực hiện chỉnh răng. Mình có thể là lựa chọn cái hình thức chỉnh răng một cách từ từ như của tớ. Ví dụ như thường sẽ mất khoảng tầm, bác sĩ lúc đầu tư vấn cho tớ mất khoảng 18 tháng, nhưng mà bây giờ chưa đến 1 năm thì răng tớ cũng thay đổi khá nhiều rồi. Nếu mà các bạn có điều kiện và có thời gian thì mình sẽ làm, có thể làm như thế để cho mình có cái nụ cười nó đẹp hơn ấy. Trước kia thì mình không tự tin về cái hàm răng của mình đâu. Nếu mà các bạn có điều kiện thì các bạn thử xem, bác sĩ sẽ tư vấn cho các bạn cái phù hợp với tình trạng của các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy được cái sự thay đổi trên cái khuôn mặt của vị khách hàng này sau mấy tháng niềng răng. Buổi live stream của tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những buổi live stream tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi live stream của tôi.